Chào các bạn. Trong video trước á, mình đã hướng dẫn các bạn cái hướng mà để các bạn làm giảm điện áp cái nguồn VA ngõ ra của cái mạch led driver này nha các bạn. Thì trong đó có một số bạn xem khi xem xong video này á, các bạn có phản hồi cho mình là các bạn nói muốn mình là làm cái hướng dẫn mà cách làm tăng cái nguồn led driver này nè, tăng điện áp ngõ ra nha các bạn. Để làm cho cái đèn led sáng hơn. Tại vì nhà các bạn đó, các bạn nhà sử dụng cái đèn led âm trần nè, hoặc là đèn led bulb các bạn. Led bulb sau một thời gian mà sử dụng á, thì các bạn cảm nhận là ánh sáng nó tối hơn các bạn, nó yếu hơn. Nên các bạn yêu cầu á là hướng dẫn cho các bạn đó cách làm tăng cái điện áp ngõ ra để làm cho cái đèn led, cái mấy chiếc led này nó sáng hơn một chút xíu nha các bạn. Đây, sau đây mình sẽ bắt tay và mình hướng dẫn các bạn nó luôn nha. Đây là sơ đồ nguyên lý nha các bạn. Cái sơ đồ mạch đó. Cái sơ đồ nguyên lý mình đã giải thích cái nguyên tắc hoạt động của cái bo nguồn led driver này đâu rồi nha các bạn. Để mình sẽ xong giải thích nữa nha. Còn đây là mạch nguồn led driver nha các bạn. Mạch nguồn nguyên thủy của nó luôn nha. Nè, có tụ C1 của các bạn. Tụ C1 là 10mA 400V. Còn cái tụ C2 của nó nè các bạn. Là 3.3mA nha các bạn, 3.3mA 250V. Nó hơi mờ nha các bạn. Các bạn thấy không? Cái giá trị của nó là 3.3mA nha các bạn, 3.3mA 250V nha các bạn. Rồi nhìn vào sơ đồ á, cái hướng các bạn mình sẽ đi theo cái hướng mà tăng cái điện áp ngõ ra này nha các bạn. Tăng điện áp ngõ ra này bằng cách là thử mình làm tăng cái điện dung C3, tại vì cái C3 các bạn, C3 là cái mạch lọc nguồn nha các bạn. Nha, mình sẽ tăng cái điện dung giá trị C3 lên nha các bạn. Ở đây là giá trị 3.3mA 250V. Tại vì cái tụ nguồn các bạn, cái tụ nguồn của nó là 400 nè các bạn, 400V 10mA, thì mình sẽ tăng cái giá trị mà C3 này các bạn. C3 sẽ giá trị thấp hơn nha các bạn. Mình sẽ chọn cái tụ là 6.8mA nha các bạn, 6.8mA 400V. Mình thử thay cái tụ ngõ ra C3 coi cái điện áp nó tăng lên không nha các bạn. Thì trước khi mà các bạn thay cái tụ thì các bạn cũng phải kiểm tra nha. Các bạn dùng cái đồng hồ kim cho mình nha. Đây nè. Rồi đo cái tính chất nạp xả của tụ. Kim nó nhích lên nha các bạn, nhích lên mà nó hạ xuống nha các bạn. Đó. Nó nhích lên mà nó hạ xuống không nha. Là ok nha các bạn, cái tụ là tốt nha. Rồi đảo chiều qua đo ok. Rồi và lại tụ này tốt nha các bạn. Mình sẽ thay bằng cái tụ 6.8mA. Cho cái con tụ lúc đầu là của nó là 3.3mA nha các bạn. Đây nè, cái tụ 3.3mA mình tháo ra luôn nha các bạn. Cái mạch nguyên thủy của nó nha. Trước khi mình đo, trước khi mình thay đỡ mình đo giá trị thì mình phải kiểm tra cái điện áp, giá trị điện áp của cường điện cái bo của con nguyên thủy này nha các bạn. Ở đây mình sẽ dùng hai cái dây nha các bạn. Đây nè. Rồi dùng hai cái dây cho mình nha. Thì cái như clip trước á là cái này dây điện mà mới một cái đầu nối nhanh nha. Các bạn hàng dây vô cho mình. Hàng điện áp ngõ ra nha các bạn, để đo mình đo điện áp ngõ ra với cường độ điện lúc đầu á, rồi so với khi mà mình độ chế thì có thay đổi gì nhiều không nha các bạn. Rồi xong rồi nha các bạn. Đây mình sẽ hàng hai dây tương ứng là đối với là giống như hai cái tụ của bạn. Đây nè, nối hàng ra của cái bo nguồn led driver này nha các bạn. VA ha.
Số tiếp theo mình sẽ dùng cái đồng hồ nha các bạn. Đồng hồ số nha. Các bạn bật cái thang đo nhân 1000 mdc cho mình. Để mình đo cái điện áp ngõ ra nha các bạn. Rồi sau đó các bạn dùng hai que nè các bạn. Hai que đo các bạn cặp vô cái ngõ ra nha các bạn. Que đỏ nối với chân dây đỏ. Que đen nối với dây âm nha các bạn. Làm theo sơ đồ ha. Cái này để dễ cho các bạn tiện quan sát nha. Với lại cách nó cách điện nha các bạn. Mình không đụng chạm vô á cho dễ nha các bạn. Rồi. Còn dây này các bạn dùng cái dây cũng đầu nối nha các bạn. Dây nguồn cắm AC ha. 220V ha. Rồi, như vậy xong nha các bạn. Đây mình sẽ tiến hành mình đo cái điện áp ngõ ra nha các bạn. Rồi mình ghi thức cái giá trị kết quả nha, điện áp ngõ ra với cái dòng điện nha các bạn của cái bộ nguồn led driver này nha các bạn, chứ là không tải nha, hoàn toàn không tải. Đây. Mình sẽ tiến hành mình cắm điện nha các bạn. Rồi các bạn quan sát cho mình nha, quan sát cái đồng hồ nha, coi nó ra điện áp bao nhiêu nha các bạn. Đây, mình tiến hành cắm điện nha các bạn, cấp nguồn cho cái bông led driver này. Các bạn để ý quan sát cái đồng hồ cho mình nha, coi điện áp nó bao nhiêu volt nha các bạn, nó ra của nguồn led driver 268V nha các bạn, 269V. Đây mình sẽ ghi trường hợp nha các bạn. Cái trường hợp một là chưa thay đổi gì nha các bạn. Đây nè, cái trường hợp thứ nhất là chưa thay đổi gì ha. Trường hợp một là các bạn, cái hợp là chưa thay đổi nha các bạn, là chưa thay đổi. Chưa thay đổi nè các bạn. Rồi các mình đo cái điện áp ngõ ra các bạn, U á của nguồn led driver ở chế độ, cái này chế độ không tải nha các bạn, là 269V nha các bạn. Nhìn nha, 269V. Nè các bạn thấy không? Cái điện áp ngõ ra của cái nguồn led driver này á là 269V nha các bạn. Rồi sau đây mình sẽ tắt nguồn đi nha các bạn. Rồi sau đây chúng ta tiến hành đo cái giá trị cường độ dòng điện của cái bo nguồn này nha các bạn. Các bạn muốn đo giá trị cường độ dòng điện thì các bạn chuyển vào cái thang đo nhân 10A cho mình nha. Đây nè. Trên đây có giá trị 10A các bạn. 10A các bạn chuyển nhân 10 các bạn. Còn đồng thời cái chân que đỏ, que đen á các bạn chuyển vô cổng com cho mình nha. Để đo cái ngõ ra của nguồn led driver này ở chế độ không tải nha các bạn. Rồi sau đây mình sẽ cấp, mình tiếp tục mình cấp nguồn cho cái để mình có đo cường độ dòng điện của cái bo nguồn led driver này nha các bạn. Rồi các bạn thấy không? Với cái giá trị này. Rồi, các bạn nhìn đồng hồ nè. Cái giá trị là của mình là 0,14 nha các bạn. Là cường độ dòng điện của nó là 0,14A, có nghĩa là 140mA nha các bạn. Đây là cái chế độ này, chế độ không tải là mình chưa có thay đổi gì nhiều nha các bạn nè. Chế độ chưa thay đổi nữa các bạn. Là cái mình sẽ ghi cường độ dòng điện nha các bạn. Y sẽ bằng là 0,14A nha các bạn. Rồi các bạn thấy không? Đây. Chế độ này đây, chế độ nguyên thủy của nó là mình chưa thay đổi, chưa đụng độ dây chế gì vô nha các bạn. Sau đây mình sẽ tiến hành mình thay đổi giá trị của tụ C3 này nha các bạn. Để mình đo điện áp xem coi nó có thay đổi gì nhiều không nha các bạn. Nè. Cái tụ C3 nè các bạn, mình sẽ thay đổi chỉ số của tụ C3 nha các bạn. Rồi sau đây mình tiến hành tắt nguồn, mình sẽ thay tụ C3 ha.
Để cho an toàn thì các bạn cứ dùng cái, tại vì cái ghế này còn tích điện nha bạn. Các bạn dùng cái tô vít hay cái gì, cái bọc kim loại các bạn, các bạn chạm đây ha, quẹt hai chân nha. Rồi hai chân tụ nguồn á. Cho nó xả điện nha các bạn. Nếu không có điện nó mình sờ chứ không bị giật nha các bạn. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành mình thay cái tụ 3.3 mm này coi coi khi mà tay mình thay tụ cái thông số giá trị của nó có thay đổi không nha các bạn. Đây. Cái tụ 3.3 mm 250V mình đã tháo ra rồi nha các bạn. Rồi mình thử thay con tụ là 6.8 mm. Hôm nay mình đã đo giá trị á, 6.8 mm nè. Mình thay vô coi 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 cái điện áp ngõ ra nó có thay đổi không nha các bạn. Rồi bình hàn rồi xong xong rồi nha các bạn. Nè. Các bạn kiểm tra nha, chú ý cái mối hàn nha các bạn, không được chạm chân nha các bạn. Chú ý không để đừng chạm chân với đừng để chì cho nó lem nha. Ở đây mình sẽ cắm ổ cắm nha các bạn. Mình trước mình đo nhưng cái này mình đo cường độ điện trước luôn nha các bạn. Rồi mình cắm phích cắm cho luôn nha. Coi điện áp nó có cái cường độ điện ngõ ra có thay đổi không nha các bạn. Là không đổi nha các bạn. Nè. Khi mình thay thay cái và là như vậy á các bạn, là sau khi chúng ta thay cái tụ của các bạn, cái điện dung nó lớn hơn nha các bạn, thì cái giá trị mình đo được vẫn là 0,14 nha các bạn, 0,14 A nha các bạn. Đây cái trường hợp 2 nha các bạn, đây là trường hợp 2 ha, trường hợp 2 là đã thay tụ nữa các bạn, đã thay tụ tụ C3 nha các bạn. Là Y á, Y1 Y lúc này của mình là 0, cũng 0,14 A nha các bạn. Đây là các bạn nhìn thấy không? Giá trị đi cường độ điện của cái bo nguồn led driver này cũng không thay đổi nha các bạn, cũng 0,4 A các bạn. Rồi bây giờ chúng mình sẽ tắt nguồn đi, mình sẽ đo cái điện áp ngõ ra nha các bạn. Cái điện áp ngõ ra của cái tụ này sau khi mình đã thay cái tụ C3 này các bạn. Mình rút điện ra ha. Các bạn nhớ nha các bạn. Lúc đầu á cái que đen nè các bạn chuyển cũng com á thì các bạn chuyển người trả về như như cũ với mình nha các bạn, cái thang đo điện áp nè các bạn về ha. Rồi cái đồng hồ các bạn vặn lại cho mình nhân 1.000 nha các bạn, 1.000 mua DC nha các bạn. Rồi mình đến mình đo cái điện áp ngõ ra coi coi nó được bao nhiêu nha các bạn. Rồi sau khi các bạn xét như hệt như trên rồi, rồi các bạn tiến hành cấp nguồn cho mình nha, coi cái điện áp ngõ ra bao nhiêu nha các bạn. Giá trị điện áp của mình đó là đo 273V nha các bạn. Đây nè. Cái U của các bạn. 273V nha các bạn. Các bạn thấy không? Nó chỉ có tăng lên khoảng 4V thôi nha các bạn. Này, cái thông số của mình nè. Lúc đầu á khi mà mình sẽ thay đổi tụ C3 bằng 6,8 microfarad thì cái giá trị điện áp đó là 269 lên 269V, nó sẽ tăng lên 273V là điện áp nó tăng lên chút xíu là khoảng 4V thôi nha các bạn, nhưng mà cường độ điện ok nha các bạn. Cái đây á, là một cái cách để hướng các bạn có thể các bạn tiếp tục tăng, các bạn ở nhà các bạn nghiên cứu á, có thể các bạn tăng thêm điện áp nha các bạn, tăng cái giá trị điện dung tụ nữa các bạn lên cho nó cái điện áp này nó tăng hơn chút xíu nữa nha các bạn. Còn một cái trường hợp nữa nha các bạn, cái trường hợp nữa là cái có này nè, các bạn nhìn vào sơ đồ nè, có cái điện trở R3, R3 này á có như một xả điện cho cái tụ C3 nha các bạn. Thế thì á mình tháo R3 này có vấn đề gì không, có ảnh hưởng gì không nha các bạn, để mình bỏ qua tụ C3 này luôn nha. Tại vì dòng các bạn lưu ý nha, cái dòng á, dòng là cái tụ C3 này nè, nó sẽ chạy qua đây nè, nó chạy qua R3 nó về dưới âm nè, rồi nó sẽ chạy chạy qua cái nguyên cái dãy chip led này nè, rồi nó cũng về âm luôn các bạn. Y á sẽ bằng Y1 nè. Y1 cộng Y2 nha các bạn.
Đây là nó phân nhánh nha các bạn, là dòng dòng nó đây nó rẽ làm hai nhánh nha các bạn, nó đều về âm hết nha. Thì nó qua tụ C3, một đường nó qua tụ C3 về âm, cái đường thứ hai á nó sẽ qua cái dãy chip led này nó về âm, nó làm cho dãy chip led này sáng. Bây giờ là mình sẽ tiến hành mình tháo R3 luôn nha các bạn, mà mình giữ nguyên cái tụ này nha, tại vì cái tụ này cũng không thay đổi nhiều, không ảnh hưởng nhiều nha. Hay các bạn muốn trả về cái tụ cũ cũng được nha. Đây mình sẽ rút cái điện ra. Rồi, mình tiến hành mình tháo cái con điện trở này ra nha các bạn. Con điện trở R3 này nè, nó có ảnh hưởng gì cho mặt không nha các bạn. Cái video trước mình đã hướng chỉ các bạn là cái con điện trở R3 nha các bạn. Cách nhận biết cái con điện trở R3 là các bạn, nó tại vì nó mắc song song với tụ C3 các bạn, chỉ cần chạm qua đó thôi nha. Còn lấy con điện trở R3 nó dễ nha các bạn. Các bạn chỉ cần dùng món hàng thôi, không cần dùng máy khòi gì đâu. Đây nè. Ở đây là cái con điện trở R3 nha các bạn. Rồi các bạn dích lên nè, các bạn chích vô đầu, các bạn dích dích nó lên lại nó nóng chảy, nó chảy ra liền nha các bạn. Đây mình lấy ra được rồi nha các bạn, lấy được rồi nha. Vị trí tụi cái con điện trở R3 nè các bạn nhớ nha các bạn, chích cái mỏ hàng như các bạn, đừng có để nó nói nha, đừng để chạm chân nhau nha các bạn, là ok rồi, xong rồi nha các bạn. Nói khi sau khi mình tháo cái con R3 ra thì mà mình đo lại điện áp trong mạch nha các bạn, đo điện áp với cường độ điện trong mạch nha. Thứ nhất mình sẽ tiến hành mình đo cái điện áp nha các bạn, coi nó thay đổi gì không nha các bạn. Đây là giữ nguyên hết nhau à. Đây mình sẽ cắm điện nha. Đây là các bạn quan sát một kỹ một lần nữa cho mình nha. Đây là cái bo nha bạn. Cái bo mà mình tờ đã thay cái tụ nha, hoặc là cái tụ 6.80 hoặc là các bạn thay lại tụ cũ cho mình nha. Còn cái điện trở các bạn, thấy không? Cái vị trí mà điện trở R3 mình nó tháo bỏ luôn nha các bạn, tháo bỏ R3 nha. Rồi bây giờ mình tiến hành mình đo cái điện áp ngõ ra của này nha các bạn, cái bộ nguồn led của nó thay đổi như thế nào nha các bạn. Bạn cũng chỉnh cái thang đo đi điện điện áp cho mình nha, cái giá trị là 1000 mVDC nha các bạn. Rồi sau đây mình sẽ cấp nguồn nha các bạn, bạn chú ý nha, đừng có để cho nó chạm chập gì với nhau các bạn. Đã tách riêng rồi, tách rồi rồi nha các bạn. Rồi mình sẽ cấp nguồn lên nha, có điện A đo điện áp bao nhiêu nha các bạn. Ồ các bạn thấy không, nó là cái chỉ là 301 322 V nha các bạn. Cái điện áp nha các bạn, cái điện áp có ra nè, đây là các bạn, đây là tháo cái trường hợp 3, mình có trường hợp 3 của mình đó là tháo cái tụ táo cái điện trở R3 nha các bạn. Tháo R3 nha. Tháo R3 thì cái điện áp mình đo được các bạn, U sẽ bằng 303 ohm. Rồi cái tụ này mình đã chưa ấy nha các bạn, các bạn có thể thay lên về trả lại cái giá tôi chỉ tụ của nó 330 nha các bạn. Rồi cái là nó chỉ sụp chút một chút xíu nha các bạn, là khoảng gần gần 300 ohm nha. Nó sụp là khoảng bằng 300 V thôi. Là cái điện áp các bạn thấy rõ. Cái điện áp ngõ ra có sự thay đổi lớn nha các bạn. Đây nè. Lúc đầu nó là giá trị này nè. Lúc đầu chưa thay đổi mà sau khi mình tháo R3 là cái giá trị điện áp nó tăng lên nha các bạn. Điện áp nó đã tăng lên nha các bạn, 303 ohm.
Rồi tiếp theo mình sẽ lo cường độ dòng điện nha các bạn. Cường độ dòng điện có bon wireless driver này chế độ không tải nha các bạn. Cách làm mình tương tự nha các bạn. Giờ mình tắt nguồn đi nha. Mình tắt nguồn đi. Rồi mình cũng chuyển về cái thang đo nhân 10 A nha các bạn. Coi cái dòng dòng nó ra là có thay đổi nhiều không nha các bạn. Rồi. Và theo chuyển qua cổng com nha các bạn. Rồi sau đây mình sẽ cấp nguồn để đo cái dòng ngõ ra của cái bon led driver này nha bao nhiêu nha các bạn. Rồi các bạn thấy không? Cái giá trị đo được cũng là 0,14 nha các bạn, cũng nằm trong tiêu chuẩn nha các bạn. Dòng điện nó không thay đổi nha các bạn. Từ đầu đến cuối là dòng điện nó không thay đổi nha các bạn. Y á nó sẽ bằng 0,14 A. Là cái giá trị điện áp này nó thay đổi nha các bạn. Và cái này nó đúng tiêu chuẩn nha các bạn. Là khi mà các bạn tháo R3, tháo bỏ hoặc là tháo bỏ thay đổi cái giá trị R3 nè, tháo R3 ra nè. Là cái điện áp nó từ 6 2 khoảng 270 đi, 270 nó tăng lên 30V nha các bạn. 270 nè. Nó sẽ tăng lên khoảng 300V nha các bạn. 300V nha các bạn. Là nó khoảng tăng lên khoảng 30 30V đó. Như vậy các bạn, mình tháo R3 ra cái giá trị dòng điện không dòng điện qua dòng điện của cái nguồn led driver nó không thay đổi, nhưng mà cái điện áp nó đã tăng lên, là tức tất nhiên á là cái điện áp nào các bạn để cấp cho cái vị trí led này nó sáng sáng hơn nha các bạn, sáng nhiều hơn nha. Nè, nó sáng nhiều hơn, nó sáng lúc đầu là trường hợp nó như nó sáng mờ và sáng yếu thôi, nhưng mà khi mà các bạn cấp cái điện áp này vô điện áp nó tăng lên chút xíu là nó sẽ sáng sáng mạnh hơn nữa nha các bạn. Nhưng mà các bạn chú ý một điều, các bạn ở nhà các bạn nghiên cứu á, đây nè cái dãy chip led này các bạn, các bạn nghiên cứu á, tăng điện áp vừa vừa hay vừa phải thôi nha, chứ cao quá là nó cháy chip led luôn nha các bạn, cháy chip led bên trong nha. Nào, cái dãy chip led này các bạn nó cháy mình chưa, nên các bạn video này á mình chỉ có hướng nói về các hướng để các bạn ở nhà nghiên cứu thôi, tại vì mình không muốn chuyên nghiên cứu chuyên sâu về cái này các bạn, nên các bạn ở nhà các bạn mà yêu thích và cái tăng giảm cái điện áp nguồn led driver này, các bạn có thể đi theo cái hướng này nha các bạn. Đi hướng là tháo R3 nè các bạn, tháo R3 khỏi một cái bo ha. Rồi hay các bạn thay đổi giá trị của R3 nha các bạn. Để mà tăng tăng hoặc giảm cái điện áp ngõ ra cung cấp cho nguồn led driver nha các bạn. Mà cách nhanh nhất á, cách nhanh nhất theo mình đó là bạn cứ tháo bỏ R3 đi. Bỏ R3 này nè là cái điện áp U nó sẽ tăng, U trên tụ C3 nè các bạn, nó sẽ tăng. Đồng thời cái điện áp U đó, nó chính là cái điện áp cung cấp cho cái dãy led chip led này nè, là nó cũng sẽ làm cho cái dãy chip led này sáng hơn nha các bạn, sáng hơn luôn bình thường nha các bạn. Nhưng mà các bạn chú ý cho mình, đồng thời với cái nó sáng hơn nhiều đó, thì cái tuổi thọ của chip led đó nó càng ngày càng giảm nha các bạn. Nó sáng tại vì cái nhà người ta nhà sản xuất người ta đã chế tạo, người ta đã tính toán kỹ rồi, nên mình cứ thay đổi thông số nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái điện áp một cường dòng điện đến mức làm việc của nó, là nó làm cho cái chip led này nó không đúng theo tiêu chuẩn của nó, rồi nó sẽ dễ chết nha các bạn, dễ hư ha. Rồi là video này á, mình đã hướng dẫn các bạn nha các bạn làm cách làm tăng cái điện áp ngõ ra, tăng cái điện áp ngõ ra của nguồn led driver cung cấp cho cái dãy chip led này nha các bạn, theo cái hướng mà các bạn tháo cái điện trở R3 nha, R3. Chứ các bạn thay cái đổi cái tụ C3 là nó nói chung cái điện áp nó tăng lên không không đáng kể nha các bạn. Và đi theo cái đường tháo R3 trên mặt cho mình nha. Rồi video đến mình của mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn đã biết lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ các bạn nha. Rồi chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video sau.